Rồi cô chúc đi ba. Tôi xin chào cả nhà nha. Rất vui cả nhà đến video theo của mình. Hôm nay mời cả nhà cùng xem set bia đánh đôi nha cả nhà. Giữa anh Dương ở Cao Lãnh với Tấn một bộ. Cô Trúc với bạn Lưng một bộ nha cả nhà. Bữa nay mình sẽ làm trong tại hai đội nha. Đội nào thắng là tiếp tục giải thưởng 5 kg gạo thùng mì. Trong 4 tay cơ ai có sơ ghi 15 điểm trở lên là giải thưởng 100k nha cả nhà. Sơ ghi 15 trở lên là có giải thưởng 100k nha. Lưng. Lưng này là có đang quánh là có xuất hiện trên clip mình một clip cả nhà. Do bạn công chuyện hôm nay rảnh thì Lưng tới giao lưu tiếp với kênh mình. Giờ mời cả nhà cùng xem xét bây giờ đánh đôi với mình luôn cả nhà. Cô Trúc với Lưng một bồn 100 điểm. Tấn với anh Dương Cao Lãnh 100 điểm. Hai đội đồng 100 điểm đồng cả nhà. Mấy Lưng? Hai điểm đầu tiên cho đội của cô Trúc với Lưng. Cơ đang đánh là cho anh Dương cả nhà có xuất hiện trên clip mình mấy lần cả nhà. Như mình có nói lúc đầu nha, trong 4 tay cơ ai có sơ ghi 15 điểm trở lên giải thưởng tiếp tục 100k. Nhờ thấy clip mình hay nhớ cho mình một lượt đăng ký kênh nha, đang nhận được những thông báo mới nhất của kênh mình. Một lượt like, một lượt chia sẻ đang có động lực ra nhiều video hay hơn nữa cho cả nhà xem. Chúc ông bà cô chú anh chị em buổi trưa xem clip vui vẻ bên gia đình và người thân. Năm mới làm ăn phát tài phát lộc nha cả nhà. Hai nữa là bốn. Số giờ bên cô chú với bạn Lưng 4 điểm nha cả nhà. Bên Tấn với anh Dương Cao Lãnh là chưa có điểm. Cơ đang đánh là Tấn nha cả nhà, cũng mới xuất hiện trên kênh mình clip đầu tiên. Quả ai Tấn ơi. Quá đẹp. Nhà giờ đón trong 4 tay cơ ai được sơ ghi 15 điểm đầu tiên cả nhà. Nhà giờ theo đội nào để cho lại cho mình một lượt comment của nhà. Mấy Tấn? 7 điểm đầu tiên cho đội của Tấn với anh Dương nha cả nhà. Thank you.
một nữa tám. Cơ đang đánh là lưng nha các nhà, mình nói lúc đầu các nhà có xuất hiện trên clip mình đầu tiên, ở đây cũng lâu các nhà. Nhà muốn tới giao lưu với kênh mình thì bên thẻ cộng đồng mình có để địa chỉ dưới khung giờ các nhà, khung giờ giao lưu từ 9 giờ sáng tới 12 giờ trưa hàng ngày. Địa chỉ là ấp A, xã Phú Cường, huyện Tân Nông, tỉnh Đồng Tháp. Mình ra một clip này với thêm 3 clip nữa nha các nhà, là mình sẽ tạm ngưng clip đánh đôi nha các nhà. Mình sẽ ra đây tới hết Tết âm lịch mình sẽ làm đánh đôi lại các nhà. Mình sẽ ra clip đánh đơn nha các nhà. Solo kèo 1 đánh 1. Ai thắng thì được một phần quà Tết nha các nhà. 3 nữa là 7. Rồi kết thúc cái set solo đó cả nhà là sẽ có game show luôn cả nhà. Đây tới Tết mình sẽ làm game show với clip đánh đơn không nha cả nhà. Mình làm 3 clip đánh đôi nữa với mỗi này một clip đánh đôi nữa là 4 clip. Tặng mình đi tặng cho những bà con nghèo những hoàn cảnh khó khăn, rồi sau đó mình sẽ đi làm clip solo tặng quà Tết cho trong team mình với làm game show tiếp tục luôn cả nhà. Game show là không có ra clip riêng nha các nhà, là kết thúc cái set solo là vừa xong là mình làm game show luôn cái vậy. Mấy anh Dương? 5 đến 13. Điểm số bây giờ bên anh Dương với Tấn là 13 điểm nha cả nhà. Cô Trúc với Lưng 7 điểm. Xét đi ra này hai đội đồng 100 điểm cả nhà. Ôi trời ơi, thiếu em nữa. Trời ơi đâu nha dưới trời. Do những anh em mới lên clip đầu tiên cái này, và camera nhiều khi tâm lý cũng quánh cũng không có hết được lường cơ nha cả nhà, nhưng cả nhà đừng có bình luận tiêu cực cho mình. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn. Dạ em mời cả nhà uống trà đường với em, chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ sức khỏe dồi dào làm ăn phát tài cả nhà ơi. Có nhiều cơ thủ lại nha cả nhà, quánh cũng được lắm cả nhà, mà lên clip thì quánh không được nha cả nhà, mà mình không quay clip thì quánh khác lắm cả nhà. Anh mới có xuất hiện lần đầu tiên trên clip mình cũng có bị tâm lý, cả nhà cũng thông cảm bỏ qua cho mình. Hay quá bồ. Cảm ơn trời ơi, không cảm. Mấy lần? 6 đến 13 điều.
Vô gà không bộ. Một. Từ ra chốt bộ. Thiếu rồi. Thiếu một phần. Hai bạn ơi. Hai đứa lại ơi. Hai đứa 15. Bắn lại hoài. Chơi. Thử luôn ơi. Ba. Ba đến 16. Đó là nhẹ thôi. Quá dày à. Một bạn ơi. Một 16 đều. Nữa hai muốn hai băng. Như mình có tâm sự bữa nãy nha. Và mình làm những cái set solo. Chỉ rằng đây tới Tết là mình làm là anh em trong team là có quà hết nha cả nhà. Làm giáp vòng cả nhà. Dạ không. Ai dở ghê trời. Bốn hai mươi. Chứ ngồi đi đúng. Dạ, thấy clip mình hay nhớ chia sẻ clip mình như vậy. Đăng một lượt like, lượt like với lượt chia sẻ cả nhà đăng. Hay càng ngày càng phát triển nha cả nhà.
Hay nữa rồi kìa. Hay, phải hay nữa mới được bồ ơi. Năm đến 21. Hay quá rồi. Món đây 22. Thiếu à. Hai mươi 22 đều. Dạ 24. Dạ.
452 có vòng 2 cục đẹp. Có gì vừa đó người quá hỏi chạy lắm bây giờ nè. Mới được, chứ không có 67 78 gì chơi. Mày đứng con đây đi cô vô. Mỏm đi 23. Mm nghe bộ. Ôi ô. 4 vòng tài ơi. 427. Vậy mà thiếu một tí trời. Lặt lơ lên không? Lặt. Một trong tay ơi. Một đây 28. Hay quá bộ.
4 đến 32. Ngày 3 đến 29. Sao bây giờ bên anh Dương với Tứng là 29 điểm nha nhà. Cô Trúc với Lưng 32 điểm, hai đội đồng 100 điểm cái vậy. Đâu ngay rồi. Hai bạn này trọng tài ơi. Làm tôi hết hồn quá. 2 đến 34. Bóng nữa 30. Ngậm thuốc rồi, kêu bỏ thuốc là nhìn đi. Cho bóng nó 31. Thiếu rồi bộ ơi. Một đến 32. Trắng. Trắng.
bộ, hay quá bộ. Mấy lần? Ai nó 36. Một nữa 33. Có nhiều. Sáu nó 42. Một nó 34. Một nó 43. Bạn ơi, một nó 44. Ôi, wow, ăn trời hết.
Bỏ nó 35. Dạ còn ở nữa nha. Còn ở sao? Dạ 2 nó 37. Một 45. Chết. Nó 38. Bỏ 39. Bỏ nó 46, lộn cái vậy. Chú giờ mình chút với Linh 46 em nha. Tính với anh Dương ở Cầu Lãnh là 38. Một trọng tài ơi. Một nó 47. Ui thả tới đó vậy hả? Kiểu một hai một hai không. Ủa có sao không vậy?
Ờ, tới đó rồi sao mới giật ra Nguyễn trời. Ủa nó đưa về tới đó vậy hả? Cho xin phép 20 giây nữa nha. Con Linh làm công chuyện quay trở lại tiếp tục sẽ đấu cái nhỉ. Mà bẻ này vậy. Đấy, từ giờ 8 tiếng rồi vậy. Ôi ơi, một trọng tài ơi. Một đưa 48. Ôi, xả thả vậy mà nó lòn. Hay quá bồ ơi. Đó, cái ngày bồ đi mượn lấy xe đi cái coi. Chém nữa 57. Ngon kia.
Món là 39. Hai dòng tài ơi. Hai 59. Cả 3 nó 42. Ơi hai trọng tài ơi. Hai nó 61. Hai ca đi. Đó là nó đó mà. Hai điện thoại ơi. Hai đi 44. Một nó 62. Hãy
vô rồi cả nhà ơi. Hai. Ba. Chua vậy mà nó không đá. Ba chồng đại ơi. Ba nó 65. Vậy cho hai ca trà đá ra vậy. Trà đá. Nói hãy cho anh Dương đi. Này nè. Hay quá bộ ơi. Ba nó 68. Hồi ôi quá sâu. Rồi chúng. Xin xì cho dạng nghe nha. Một chân đại ơi. Một đến 69. Số bây giờ bên cô Trúc với Lưng là 69 điểm nha cả nhà. Bên anh Dương với Tấn 44 điểm. Tấn đang đánh chưa tính nha nhà.
Sếp pizza này hai đội đồng 100 điểm. Bây giờ trong 4 tay cơ chưa có Sugi nữa nha. Đó 50. Bọn nó 70. Một 51. Một. Một kèm tài ơi. Một nó 71. Ủa đâu nó quá nó gì khó lắm. Một mươi 52. Một. Thank you.
một trong đầy ơi. Một là 72. Trôi vậy nó qua. Ba nó 55. Sáu nữa, 61. Phải đẹp mới được bộ ơi, nó đẹp. Bốn. Bốn trong tài ơi. Bốn là 76. Thank you.
Đó đẹp đứng ơi. Ngày nó 63. Ba nữa 66 à. Quê hương tem Pháp Tư Biên đó nha. 66 mãi đỉnh như vậy. Hai bạn ơi, tôi tính lấy cà phê miếng ăn rồi ruộng cái gì luôn. Báo không chậm. Áp về một chút quá tốt cả nhà ơi. Đó chưa? Lấy phải không? Có đúng được nữa rồi. Năm nó 83. Thank you.
5 phải không Dương? 5 đến 7-11. Một đôi 72. Đó, đều về luôn. Bộ còn có 17 điểm nữa bộ ơi. Chín 92 cái vậy, 92 còn 8. Bên anh Dương với Tấn là 72 còn 28 điểm nữa nha. Thank you.
đặt trong tài ơi. 193. Một đứa 73. Quên luôn cái nhà. Dạ 4 nữa 77. Lon rồi, mỏng quá. Đó là đi đổ lùi ra. Thứ gì không giống gì trời. Mày mập về ghế ngồi đi. Lâu rồi mới cho nó hai cái đá phần trời. Một nó 78. Em hết xăng bộ em còn xăng. Cho hai máy đủ luôn đi anh ơi. Thank you.
hỏi ra bộ bà. Bốn là còn ba cái nhỉ. Ủa cái này có chút kết thúc sẽ đấu cả nhà. Còn bốn tay cơ chơi từ đầu sách bây giờ chưa có sơ ghi cái nhỉ. Thôi không có tay vậy trời. Ôi ôi thiếu một chút. Bốn bạn ơi. Bốn là 97. Lâu vậy mà đó. Đâu mà nó quá. Tài ác thiệt chứ. Hay quá anh Dương ơi. Ôi đúng không? Bọn nó 79. Đấy ra. Một. Trời ơi, hai vòng tài ơi. Hai nó phá sổ nha, 99. Rồi kết thúc trận đấu rồi nhỉ? Dạ, kết thúc chương trình này, trận hình đến đây là hết. Quay. Đây quá căng đây. Anh chăm coi công việc vui sống á. Đây được chúc mừng sức khỏe nha. Rồi. Đây đứng chúc tướng nhiều sức khỏe nha. Có anh không? Đây chúc tướng nhiều sức khỏe. Rồi sắp bây giờ này bên đội của lưng dưới cô Trúc thắng nha cả nhà. Trong bốn tay cơ không có Sugi cả nhà. Giải thưởng là đội thắng là 5 kg gạo thùng mì. Thôi bây giờ cho tem Phát TV mình kết thúc clip tại đây. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà vào clip sau nha. Bye bye.